Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video hôm nay, em xin gửi tới mọi người một sản phẩm. Đấy chính là lốc điều hòa của DU Lumira 2.0 và DU La City Việt Nam 1.6. Sản phẩm được sản xuất bởi nhà máy KC của Hàn Quốc. Mã của những cái dòng lốc này nó là V5. Là comparison lốc điều hòa. Đây là mã sản phẩm của nó, 700725 Lumira 2.0. Đây, made in Hàn Quốc model, tức là dùng cho cốt. Đây là mã cốt, mã vạch của nó. Như cái này thì em chỉ nói sơ qua, đây là người ta hướng dẫn là để thẳng lên trên tránh mưa gió. Đây là tổng quan phía ngoài vỏ hộp. Bây giờ em sẽ nhấc bức trước mắt đây. Các bác cùng xem. Đây, với cái dòng lốc này thì nó sẽ có 3 chân bắt. Đây, em mở lên cho anh em nhìn. Anh em nhìn thấy không ạ? Đây, ba tai bắt vào trong lốc máy này. Buli của nó là bản 6BK này. Đây, mặt hít là để muốn kiểm tra được cái dòng này thì phải có cái ốc vặn ren trong thì mới có thể mở ra kiểm tra được. Đây, anh em buli rất là êm. Đây, phía tiếp đây là cái mặt bích để chúng ta bắt thay đầu ống vào một đường cao và một đường hạ. Đây, người ta hướng dẫn là dùng ga 134 này, nhà máy KC made in Korean. Đây là mã sản phẩm em cũng đã nói rồi ạ. Và lượng dầu để cho vào là 220ml để cho vào khi hoạt động. Đây là cái ốc này, anh em biết để làm gì không ạ? Ốc này là ốc xả dầu, còn cái con ốc này là để chờ cắm cái rắc điện vào đây đấy, để chúng ta xoáy vào đây giữ cái rắc điện ở phía ngoài đang chờ. Đây, đây là đời rắc kim, nó chờ sẵn ở trên hệ thống. Đây, phía dưới của lốc đấy là một cái van đuôi. Van này gọi là van áp suất lốc hay là còn gọi là van bảo vệ lốc. Khi áp suất cao, cái van này nó có nhiệm vụ đóng mở để bảo vệ lốc. Phía trên của cái van, anh em nhìn thấy không? Đây là cái phanh để giữ. Đây là phía đuôi lốc, anh em nhìn thấy chưa? Đấy, ba cái này là cũng là ba cái để bắt ở cái tai. Anh em nhìn thấy sẽ có một cái tai sắt nó treo đấy. Chỗ này là 3 điểm, này là 3 điểm bắt ốc của nó. Đây, phía trước, mặt sau của chiếc lốc. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu tìm hiểu, hỗ trợ, tư vấn về sản phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp với em theo số máy 0769086333. Hỗ trợ lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp.